Xin chào các khán giả đam mê đồng hồ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau có cơ hội được trên tay một sản phẩm limited, tức là một chiếc đồng hồ được sản xuất với số lượng giới hạn mà thôi. Chiếc Lomini Rep 1023-7 có những điểm gì ấn tượng? Các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay nhé. Đây là một sản phẩm đồng hồ với đường kính mặt là 40mm, chiều dây là 11mm. Đây là một kích cỡ rất hoàn hảo để có thể mang lại sự thân thiện tối đa cho người dùng. Như các bạn đã biết, cổ tay đàn ông Việt Nam rơi vào tầm 15-16cm. Vì thế, với kích cỡ này, chúng ta giảm đi tối đa nỗi lo âu về việc thiếu cân đối giữa mặt đồng hồ và cổ tay của người đeo. Chắc chắn về phần này, Lomini ghi điểm khi đây là một hãng đồng hồ dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường châu Á. Về màu sắc, ở đây chúng ta cũng gặp một phong cách phối màu quen thuộc, cơ bản và sang trọng. Mặt số đen tuyền, tông trầm, tối màu làm nền cho các chi tiết vàng hồng rất bóng bẩy trên mặt số, từ kim, bộ cọc số, vành, dây đề mi, đồng bộ với sắc vàng hồng. Và để tạo điểm nhấn, nhà sản xuất không quên tạo một dấu ấn với cửa sổ Sun and Moon ở vị trí 6 giờ. Xanh đại dương là tông màu được lựa chọn trong cửa sổ này. Đây là màu sắc rất phù hợp với nền đen bởi nó vẫn là một tông màu tối, giữ được chỉnh thể thiết kế chung của toàn sản phẩm. Về bố cục mặt số, đây là một chiếc đồng hồ đẹp và tương đối cầu kỳ, có tới 3 cửa sổ tròn sắp xếp đồng đều trên mặt số. Vị trí 12 giờ là ô lịch tháng với các số ghi tháng nét thanh mảnh, đậm sắc và dễ theo dõi. Ở vị trí 9 giờ là ô lịch thứ với ngày chủ nhật in đỏ, tạo điểm nhấn cho đồng hồ. Ở vị trí 6 giờ lại là cửa sổ Sun and Moon, báo giờ ngày đêm. Bên cạnh tính năng đó là vẻ đẹp rất mềm mại của những vì tinh tú bên trong cửa sổ này. Rõ ràng đây là một điểm nhấn đáng giá trên vẻ ngoài của sản phẩm. Và tăng sự nam tính cũng như cứng cáp cho đồng hồ là ô cửa sổ lịch ngày ở vị trí 3 giờ, làm vuông vức, mạnh mẽ và khiến cho toàn bộ không gian của đồng hồ được lấp đầy, cân xứng dù rất nhiều chi tiết nhưng không bị rối mắt. Đây là một sản phẩm giới hạn nên chắc chắn rồi nó được sở hữu bộ máy in-house chính hãng của thương hiệu Lomini với tần số dao động là 21.600 nhịp trên một giờ, khả năng chữ cót là 40 giờ. Đồng hồ có tính năng hacking stop, tự động lên cót và lên cót bằng tay. Đây là một phiên bản rất đặc biệt, có đầy đủ các bộ lịch. Với giá dao động khoảng hơn 4 triệu đồng, các bạn nghĩ sao về sản phẩm đồng hồ này? Có thể để lại comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.